xin lỗi mọi người. Thì từ nhỏ đến lớn là sống là ba mẹ luôn luôn là bảo bọc, không phải làm dế con gái lớn nấu ăn, chưa bao giờ nấu ăn cho ba mẹ một bữa, chưa có làm được kia ba mẹ mà đi lấy chồng. Mong có gia đình nhà ta là đặc biệt ở chỗ anh Dũng với chị Dung là cũng chăm lo giúp đỡ cho cháu để cho cháu được tốt hơn, xứng đáng là một giao hiền trong gia đình. Xin cảm ơn ạ. Con xin thay mặt con và Lam xin cảm ơn gia đình hai bên, nội ngoại cả hai bên vì cảm ơn mọi người đã giúp đỡ vì có một cái lễ vu quy và lễ thành hôn hôm nay rất là thành công mọi thứ. Thì rất cảm ơn mọi người đã thu xếp thời gian, thu xếp tất cả mọi thứ để có mặt ở đây cho hai vợ chồng con. Dạ con xin cảm ơn. Con con hứa thì hai vợ chồng con sẽ cố gắng phúc, không chỉ hai vợ chồng con mà cho tất cả mọi người nữa. Thì con chỉ hứa như vậy thôi, còn tương lai thì mọi người sẽ không nhìn thấy. Các cô gửi hả áo của cô cho con ha, con thương yêu cháu hả, rồi che chở cho cháu nha. Viên của Melody và cũng là người anh của em Lam. Hôm nay thì là ngày vui của em ấy nên mình cũng đại diện những anh em và chúc cho em Lam và anh Nốt có một ngày cưới thật là tuyệt vời và mãi mãi hạnh phúc bên nhau. Hôm nay rất là vui và chắc chắn là ngày hôm nay là một ngày rất là đặc biệt rồi, đặc biệt đối với lại anh Nốt và em Lam, em Út trong ban nhạc của Melody. Trên con đường tình yêu của anh Nốt và chị Lam là em luôn đồng hành và ủng hộ chị Lam rất nhiều. Em mong là anh Nốt sẽ thương chị Lam như em từng thương chị Lam và em mong hai người sẽ mãi mãi hạnh phúc. Sau này sẽ hạnh phúc đến chọn đời. Nhất là để một đàn con cho tụi nó ngồi nó cúng gậy nha, rất là thiệt nha. Quá trình hai em quen nhau thì anh cũng đã theo dõi và anh hôm nay em rất là vinh dự khi được tham dự đám cưới của hai đứa và chúc hai đứa trăm năm hạnh phúc và có một cuộc sống hôn nhân viên mãn nhá. Say yeah.
bound to happen, but it's causing havoc. Hôm nay là ngày vui của một anh rất là thân thương là anh Nút, và bé Lam cũng là một người em gái cũng rất là tuyệt vời. Thôi xin chúc hai vợ chồng luôn có một cuộc sống rất là hạnh phúc. Đối với những người bạn của mình á, thì người ta vẫn luôn luôn sẽ là một người chồng rất là tốt, rất là mẫu mực. Và mong rằng hai bạn sẽ dắt tay nhau đi đến cuối cùng của cái cuộc đời. Và đó là cái điều mà là một người bạn thân nhất gửi tặng đến người bạn của mình. Răng long đầu bạc thì răng long đầu bạc đi. Nhân có baby. Ok. Yeah. Mãi mãi hạnh phúc. Mãi yêu. Rất là mong Lam và anh Út hạnh phúc và trong công việc cũng hạnh phúc như thế, đem những màu sắc trong tình yêu của hai người đến với âm nhạc, đến với lại chia sẻ cùng với tất cả những anh em. Và một lần nữa chúc cho hai bạn thật là viên mãn.